Xin chào anh em, rất vui là gặp anh em trên kênh YouTube Nam Audio 61. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em một cái cặp Super Chef em ship từ Nhật về. Super Chef của Fostech anh em nhé. Super Chef Fostech FT40H. Con này là con chép 50W. Con Super Chef này công suất rất là lớn anh em ạ. 8 ohm, 50W anh em nhé. Chép còi, cái ni lông đằng sau là chưa bóc luôn anh em nhé. Đây là để em đây này, cái ni lông phía sau này chưa bóc luôn anh em nha. Con chép còn rất là đẹp anh em nhé. Đây, con chép còn rất đẹp luôn, sơn zin anh em ạ. Sơn zin luôn. Nó có sẵn cái khung này anh em nhé. Có sẵn cái khung bộ và có bộ phận tần rất là chất lượng luôn. Bao gồm hai con chiết áp. Ở đây theo cái mô tả của cái chỗ bán á, thì của cái siêu thị mà họ bán cái này á, thì cái này nó có cả đường ra cho cái loa chung nữa anh em nhé. Anh em có chung kèm có thể kết hợp vào cái bộ phân tần này luôn. Thì ở đây nó có cái điều khiển này là điều khiển con chép này thôi anh em nhé. Đó, cái này là công tắc để bật tắt cái chung kèn nè. Còn cái này bật tắt con chép nè. Đó, bật tắt con chép nè. Đó, ở đây á thì họ dán, em có dùng Google không dịch á, thì phía bên tay trái này là đường ra của con chép nè. Hai cái cọc ở giữa là đường ra của loa chung này. Còn hai cái cọc bên phải này nó có chữ cộng trừ đường vào, đường âm thanh vào nhá. Con chép này, chép Fostech thì nó hát rất là hay rồi anh em. Đặc biệt là chép còi nhá. Đặc biệt là chép còi. Thêm cái nữa là anh em thấy cái bộ phân tần này rất là xịn này. Thứ nhất là nó dùng cái cuộn cảm của Fostech. Thứ hai nó dùng con tụ của Sosin này. Đó, tụ Sosin nè. Tụ này là tụ 2N anh em nhé. Tụ này mấy trăm ngàn một con đấy. Anh em mình chơi âm thanh 2N thì biết nè. Tụ Sosin với tụ mút đắp này rất là đắt tiền nhé. Còn cuộn cảm này cuộn cảm Fostech nha anh em. Có luôn chiết áp luôn. Công tắc cũng rất là xịn luôn. Công tắc của Nhật nha anh em. Nói chung là cái này anh em về chơi là không có cần phải đi độ lại phân tần này nọ. Người ta làm sẵn hết rồi nhé. Cứ vậy chơi nhé. Kể cả những cái cọc nối này nhìn rất là chất luôn anh em ạ. Cái bộ này 6,5 triệu một bộ nha anh em. Đầy đủ sẵn hết. Anh em mình mua rời cái con chép này bây giờ nó cũng phải 5 triệu mấy 6 triệu rồi anh em nhé. Nguyên bộ này là 6,5 triệu bao gồm cả phân tần chiết áp này luôn anh em nhé. Tức là nguyên bộ gồm hai cái như vậy là 6,5 triệu nhá. Bây giờ anh em mình nghe test một đoạn nhé anh em. Trước tiên là không có chỉ nghe chép thôi nè. Chép này chép kèn nghe rất là bén anh em nha. Chép nó kêu rất lớn nó nên là tắt cái chung này đi. Rồi bây giờ anh em mình nghe nhạc với lại chép luôn nha. Nghe nhạc với chép luôn, em mở hai kênh AB luôn nè. Em mở hai kênh AB luôn. Lên chép nha. Tắt chép nha. Lên con chép cái là thấy tiếng nó sáng liền anh em nha. Rồi em tắt chép đi nha.
Rồi mở chép lên nha anh em. Anh em mình tắt chép ở đây cũng được nha, tắt luôn, tắt chép bên phải nè, tắt chép bên trái nè. Đó. Anh em mình mà có mấy cái dàn âm thanh mà nó bị thiếu chép á, nghe tiếng nó không sáng á, thì mình mua cái này để bổ sung tiếng chép rất là hay nha. Hàng Fostech thì đẳng cấp rồi. Rồi, anh em nào có nhu cầu cái bộ Super Chép này rất là chất lượng anh em nha, nguyên zin tuyệt đối nha anh em, rất là đẹp luôn nha, cái tem còn chưa bóc luôn anh em ạ. Có phân tần xịn luôn anh em nhé, phân tần dùng tụ 2N của Soshin luôn anh em. Phân tần này ở đây Việt Nam mình làm không nổi anh em nha, mua mấy con tụ mấy trăm ngàn con đó, đắt lắm, kể cả cái cuộn cảm của Fostech này cũng mấy trăm ngàn cái chứ không rẻ đâu anh em ạ. Anh em nào có nhu cầu lấy bộ này thì liên hệ với em nhé. Zalo 0977885088 anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhìn rất chất anh em ạ. Cái này anh em để trên nóc loa đẹp anh em nhé. Đó, để đặt trên nóc, đặt trên nóc mấy cái loa rất là đẹp nhé. Nó cái này 6,5 triệu không bao gồm hai chân bên dưới này nhé. Nó chỉ có này bên trên thôi nha anh em nhé. Dạ. Anh em nào lấy thì liên hệ với em. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem video. Xin chào anh em.